Trong một căn phòng họp kín tại Moscow đầu thập niên 2000, các sĩ quan cao cấp không quân Nga đặt bút ký vào một dự án mà họ tin rằng sẽ định hình lại cán cân sức mạnh toàn cầu. Một thứ vũ khí không ai thấy được, không ai chặn được, nhưng lại có thể kết thúc mọi cuộc chiến chỉ sau một lần cất cánh. Tên mã: Quasar. Biệt danh: Poslanik, nghĩa là sứ giả. Một oanh tạc cơ chiến lược thế hệ mới, với hình dáng như bước ra từ tương lai, được thiết kế để xuyên thủng mọi lưới phòng không, mang theo 30 tấn vũ khí, từ đạn dẫn đường đến tên lửa hạt nhân siêu vật âm. Họ gọi đây là câu trả lời của nước Nga dành cho B-2 và B-21 của Mỹ. Một thứ gì đó có thể chạm tới Washington mà không bị phát hiện. Nhưng giờ đây, hơn 20 năm sau, vẫn chưa có bất kỳ hình ảnh thực tế nào về chiếc máy bay này. Không có chuyến bay thử công khai, không có thông tin rõ ràng. Chỉ có những bức ảnh đồ họa dựng bằng AI, những lời hứa trôi nổi trên sóng truyền hình nhà nước và những bản tin phương Tây đầy hoài nghi. Liệu Quasar có thực sự tồn tại hay nó chỉ là một vũ khí tuyên truyền được tạo ra để khỏa lấp cho những thất bại trong Ukraine, cho sự sa sút của nền công nghiệp quốc phòng từng lừng lẫy thời Xô Viết? Và câu hỏi lớn hơn là, nếu nó thành hiện thực, liệu thế giới có chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt? Chào mừng đến với Mintech Blick, nơi chúng ta không chỉ nói về vũ khí mà còn bóc tách chiến lược đằng sau từng thiết kế. Trong video hôm nay, chúng tôi sẽ đưa bạn vào bên trong câu chuyện chưa từng kể về Quasar, sứ giả tàng hình cuối cùng của nước Nga. Được khởi động từ năm 2008, Quasar viết tắt của tổ hợp hàng không triển vọng cho không quân tầm xa là một trong những chương trình vũ khí đầy tham vọng nhất của Nga kể từ sau chiến tranh lạnh. Khác với những bản nâng cấp kiểu vá víu như Tu-160M hay Tu-95MSM, Quasar được tuyên bố là một thiết kế hoàn toàn mới, không lấy cảm hứng từ bất kỳ nền tảng nào trước đó. Tổng thống Putin từng nhấn mạnh đây là bước nhảy công nghệ, không phải bước đi cải tiến. Đích đến là gì? Một nền tảng tàng hình thế hệ mới, có thể đột nhập sâu vào không phận NATO mà không bị phát hiện. Theo thiết kế được dò dỉ, Quasar sẽ mang hình thái Flying Wing tương tự như B-2 Spirit của Mỹ, không có cánh đứng, không có đuôi, tất cả để tối giản phản hồi radar. Nhưng Nga không chỉ muốn sao chép B-2, họ muốn vượt lên. Chiếc máy bay này, nếu đúng như lời hứa, sẽ bay với tốc độ hành trình khoảng 800 km/h, đủ để tiết kiệm nhiên liệu và kéo dài thời gian hoạt động trên không đến 30 giờ liên tục, mang được tới 30 tấn vũ khí, từ bom dẫn đường, tên lửa hành trình KH-102 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, đến cả các thiết bị siêu vượt âm như Kinzhan hay thế hệ mới của KH-47M2. Tích hợp AI hỗ trợ điều khiển, tác chiến mạng và chế độ bay không người lái, sẵn sàng hoạt động theo mô hình Loyal Wingman, kết nối với UAV cảm tử hoặc trinh sát. Và đặc biệt, có thể trở thành bệ phóng di động cho vũ khí năng lượng định hướng như laser chiến thuật trong các phiên bản nâng cấp tương lai. Tham vọng là thế, nhưng cũng như mọi thiết kế vũ khí mang tính cách mạng, Quasar không chỉ cần tài chính mà còn cần thứ quan trọng hơn, một nền công nghiệp quốc phòng đủ năng lực thực thi. Năm 2013, các hãng truyền thông Nga đồng loạt đưa tin Quasar sẽ bay vào năm 2019. Năm 2016, lịch bay chuyển thành 2021. Rồi đến năm 2020, tin từ Bộ Quốc phòng Nga nói rằng 3 nguyên mẫu đầu tiên sẽ sẵn sàng thử nghiệm trong năm 2023. Còn giờ đây, mốc mới nhất, chuyến bay đầu tiên vào năm 2025 nếu không bị hoãn tiếp. Điều gì đang xảy ra? Không phải Nga thiếu kinh nghiệm làm máy bay ném bom. Cục thiết kế Tupolev, cha đẻ của Tu-95BR và Tu-160 Blackjack, từng là niềm tự hào của không lực Liên Xô. Nhưng thế hệ kỹ sư từng tạo ra những biểu tượng đó nay đã về hưu hoặc chuyển sang các dự án thương mại. Tồi tệ hơn, Nga chưa từng chế tạo thành công một máy bay Flying Wing. Cấu hình này không chỉ là về khí động học, nó đòi hỏi phần mềm điều khiển bay cực kỳ phức tạp, được gọi là điều khiển điện tử ảo hóa, vốn chỉ một số ít quốc gia nắm được. Và đó mới chỉ là phần dễ. Bài toán hóc búa thực sự nằm ở công nghệ tàng hình. Từ thời B-2, Mỹ đã đi trước thế giới hàng chục năm khi phát triển loại vật liệu composite đặc biệt, tích hợp khả năng hấp thu sóng radar ngay trong cấu trúc khung máy bay, tức là tàng hình từ trong ra ngoài. Còn Nga vẫn đang phải phủ lớp da bên ngoài thân máy bay, một kỹ thuật tạm bợ từ thập niên 90 do trung tâm SCAP phát triển. Các lớp giam dạng phủ bề mặt tuy có tác dụng nhất định, nhưng không thể sống sót trong môi trường bị theo dõi bởi hệ thống radar đa tầng hiện đại như IGIS hay ANTPY-2. Thêm vào đó, Nga đang bị cô lập về công nghệ sau chiến dịch xâm lược Ukraine. Họ thiếu chip, thiếu máy CNC độ chính xác cao, thiếu vật liệu nhiệt độ cao để chịu được điều kiện tác chiến kéo dài. Một chuyên gia phân tích phương Tây từng mỉa mai, có vẻ như Quasar không phải là máy bay thế hệ 6. Nó là một thiết kế thế hệ 5, bị trì hoãn đủ lâu để người ta nghĩ nó là thế hệ 6.
Trong bối cảnh đó, những lời tuyên bố hùng hồn từ Kremlin trở nên lạc lõng. Phát ra có thể vẫn đang tồn tại, nhưng là trong vùng đất giữa tin đồn và tưởng tượng. Trên lý thuyết, phát ra là lời tuyên chiến của Nga với chương trình oanh tạc cơ chiến lược thế hệ mới của Mỹ, B-21 Rider. Cả hai đều mang hình thái blended wing body, tàng hình từ thiết kế đến vật liệu, sử dụng khoang vũ khí trong và đều tuyên bố có khả năng mang theo vũ khí hạt nhân, thậm chí là siêu vật âm. Nhưng khi đặt lên bàn mổ, sự khác biệt không chỉ là vài con số, mà là một khoảng cách về trình độ công nghiệp, công nghệ và khả năng tác chiến thực tế. Hãy bắt đầu với trọng lượng cất cánh và tải trọng. Pakza được cho là có thể cất cánh với tải trọng tối đa lên đến 145 tấn và mang theo 30 tấn vũ khí, gấp đôi so với B-21 Rider, vốn chỉ mang khoảng 15 tấn. Nghe thì ấn tượng, nhưng vấn đề không nằm ở số lượng vũ khí, mà ở khả năng đưa vũ khí đó đến mục tiêu mà không bị phát hiện. Và đây là lúc B-21 chứng minh sự vượt trội. Không giống Pakza, vốn vẫn là mô hình ảo, B-21 đã bay, được phát triển với các kỹ thuật stealth hoàn toàn mới. Radar profile của B-21 không chỉ thấp, mà gần như biến mất khỏi radar đa tần số hiện đại, kể cả trong môi trường tích hợp vệ tinh, radar mặt đất, máy bay cảnh báo sớm. Rider còn được thiết kế để hoạt động trong môi trường phòng không dày đặc, nơi các hệ thống như S-400 chỉ là lớp vỏ bọc đầu tiên. Nó có thể bay sâu vào không phận đối phương, tung đòn tấn công chính xác và rút lui mà không để lại dấu vết điện tử. Trong khi đó, hình ảnh đồ họa của Pakza cho thấy vẫn có các cạnh góc nhỏ, mũi máy bay gồ lên và cả những vây dẫn hướng ở đuôi, những điểm có thể tạo phản hồi radar ở tầm số cao. Về mặt sản xuất, B-21 là kết quả của chuỗi cung ứng công nghiệp quốc phòng Mỹ, nơi hàng trăm công ty công nghệ cao phối hợp, từ thiết kế vật liệu composite tàng hình cho đến chip xử lý trí tuệ nhân tạo tích hợp vào hệ thống tác chiến điện tử. Còn Pakza, từ động cơ, vật liệu ram đến radar, mọi thứ đều phụ thuộc vào một nền công nghiệp đã và đang lao đao vì cấm vận, chảy máu, chất xám và thiếu hụt vốn đầu tư. Ngay cả nhà máy Kazan, nơi từng sản xuất Tu-160, giờ đây đang đối mặt với thiếu lao động kỹ thuật, thiết bị cũ kỹ và dây chuyển lỗi thời từ thời Liên Xô. Và cuối cùng là tầm nhìn chiến lược. Mỹ phát triển B-21 trong mô hình răn đe toàn cầu kết hợp giữa máy bay ném bom, tên lửa hạt nhân mặt đất và tàu ngầm hạt nhân, tam giác hủy diệt gọi là Nuclear Chiến. Rider không chỉ là một máy bay, nó là một phần của hệ thống chiến tranh liên kết không, thủy, vệ tinh. Còn Nga, họ vẫn đang cố tạo ra một chiếc máy bay bay được. Khi truyền thông Nga gọi Pakza là câu trả lời cho B-21, người ta quên mất rằng một câu trả lời không có nghĩa lý gì nếu nó đến sau đối phương 20 năm và không bao giờ cất cánh. Đây không phải là cuộc so găng giữa hai cỗ máy. Đây là cuộc chiến giữa tầm nhìn chiến lược và thực tế nghèo nàn của một cường quốc đang suy yếu. Với tất cả những hoài nghi xung quanh tính khả thi của Pakza, câu hỏi đặt ra là vì sao Nga vẫn kiên trì theo đuổi chương trình này trong suốt hơn 2 thập kỷ? Câu trả lời không nằm ở kỹ thuật, nó nằm ở chiến lược và biểu tượng. Nga hiểu rõ một điều, trong địa chính trị hiện đại, khả năng răn đe không chỉ đến từ vũ khí có thật, mà còn từ thứ kẻ thù nghĩ rằng bạn sở hữu. Pakza dù chưa cất cánh, vẫn xuất hiện đều đặn trên các bản tin quân sự, trong các cuộc họp của Bộ Quốc phòng Nga, và được đề cập như một biểu tượng cho sự phục hưng của không quân chiến lược Nga. Nó là tuyên ngôn về năng lực, dù chưa hiện hữu, một cách để nói với phương Tây rằng đừng tưởng rằng chúng tôi không còn khả năng vươn tay tới các trung tâm quyền lực của các anh. Trong bối cảnh chiến sự Ukraine bào mòn nguồn lực, phương Tây trừng phạt mọi công ty công nghiệp quốc phòng chủ chốt và lực lượng không quân Nga đang phải dựa vào các oanh tạc cơ lỗi thời, việc nhắc đi nhắc lại về Pakza là liều thuốc tinh thần cho nội bộ và là chiêu hỏa bổ chiến lược đối với đối phương. Điện Kremlin cần một hình ảnh tương đương với B-21 Rider, không để đối đầu, mà để cân bằng nhận thức. Chiến tranh hiện đại, rốt cuộc, là cuộc chơi của nhận thức và gian đe. Nhưng ở chiều ngược lại, nếu Pakza thực sự bay và được triển khai với số lượng đủ lớn, thì đó không chỉ là bước nhảy về công nghệ. Nó là thông điệp chiến lược rõ ràng nhất mà Nga gửi tới NATO kể từ sau khi triển khai tên lửa Iskander tại Kaliningrad. Một nền tảng bay được 30 giờ, mang vũ khí hạt nhân siêu vượt âm, bay thấp và tàng hình, có thể đánh trúng mục tiêu ở châu Âu, Nhật Bản hoặc thậm chí cả Mỹ trước khi radar phát hiện ra. Với các quốc gia như Ba Lan, Đức, Romania hay Nhật Bản, chỉ riêng nguy cơ đó đã đủ để buộc họ phải điều chỉnh học thuyết phòng không. Do đó, Pakza dù chưa hiện diện, vẫn là một yếu tố không thể bỏ qua trong bàn cờ chiến lược. Giới phân tích gọi nó là giấc mơ tàng hình của Putin. Nhưng trong chiến tranh hiện đại, ngay cả một giấc mơ, nếu biết cách dùng đúng lúc, cũng có thể trở thành vũ khí. Pakza một cái tên đầy quyền uy trên giấy tờ, nhưng lại mờ nhạt trong thế giới thật.
một thiết kế được quảng bá là định hình tương lai chiến tranh, nhưng cho đến nay vẫn chỉ nằm trong render 3D và tuyên bố một chiều từ truyền thông nhà nước Nga. Một biểu tượng của sức mạnh hay chỉ là cái bóng kéo dài từ quá khứ của không quân Xô Viết? Người ta thường nói, những chương trình vũ khí chiến lược không bao giờ đơn thuần chỉ là về công nghệ. Chúng là tuyên ngôn, là định nghĩa cho cách một quốc gia nhìn nhận bản thân và kẻ thù. B-21 Rider định nghĩa lại cách Mỹ nhìn thế giới linh hoạt, ẩn mình, chính xác, hiện đại. Phát ra trái lại là cách Nga khẳng định rằng họ vẫn chưa từ bỏ giấc mơ về sức mạnh tuyệt đối, ngay cả khi giấc mơ đó bị vây quanh bởi hiện thực tàn khốc, ngân sách suy kiệt, công nghệ lạc hậu và một chiến tranh kéo dài không hồi kết. Câu hỏi bây giờ không còn là Phát ra sẽ bay năm nào, mà là nếu nó bay thì còn lại điều gì đáng sợ hơn? Một vũ khí thực sự, hay là bằng chứng sống động nhất cho quyết tâm tuyệt vọng của một đế chế đang tìm lại thời vàng son đã mất? Trong thế giới chiến tranh hiện đại, nơi một dữ liệu radar có thể khơi mào chiến dịch, nơi một hình ảnh vệ tinh có thể làm thay đổi toàn bộ bố cục phòng thủ, Phát ra dù chỉ là cái bóng, vẫn đủ để tạo ra dao động chiến lược. Và có lẽ, đó mới là giá trị thật sự của nó. Bạn đang xem Mintech Blitz, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện về công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.